xoay nè. Rồi 3 2 1 dừng. Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại Tâm đang ở Cần Thơ. Hôm nay là ngày thứ 10 ở Cần Thơ rồi. Mọi người đang set một cái cảnh quay ở trên sông. Cảnh này là tụi giang hồ được đuổi Tâm trên sông, và có mỗi cảnh là Tâm lưỡi cái xuồng của mình vào những cái dãy nhà đó và làm cái nhà nó bị sập. Cái cảnh này cũng set khá lâu rồi, và sự chuẩn bị cũng khá chặt chẽ và phức tạp. À, xây một cái căn nhà kiên cố thì nó dễ, mà xây một căn nhà sập thì nó lại rất là khó. Lý do là đầu tiên trước khi sập thì toàn bộ ekip máy quay phim cho tới diễn viên là phải rượt đuổi đánh đấm trong đó. Tất nhiên là nhà phải gia cố thật là kiên cố để giữ an toàn cho đoàn phim. Xong rồi đúng không? Rồi ok nha. Quay lại cái hình ảnh này để cho mọi người cùng xem cái cách làm phim cũng như là sự chuẩn bị của đoàn phim như thế nào. Mọi người theo Tâm nhé. Đoàn phim phải thuê mấy cái xuồng cano rồi mấy cái xuồng du lịch này là để phục vụ cho đoàn phim. Anh em sinh hoạt rồi ăn uống tất cả mọi thứ đều trên sông hết. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy. Camera đặt trên xuồng, rồi camera đặt ở trên cẩu, rồi camera đặt ở trên cano. Rất là nhiều camera đặt ở cảnh này, nên cảnh này nó khá là phức tạp và khá là nguy hiểm. Mình cũng không thể làm được nhiều lần, cho nên phải đặt nhiều camera để lấy được nhiều góc máy khác nhau để cho hình ảnh nó phong phú. Những người của đoàn phim cũng rất là kỹ, rất là chỉnh chu. Hôm nay là bối cảnh cuối của cái ngày cuối của bối cảnh này, cho nên là Tâm muốn quay lại cho mọi người xem. Tí nữa là nó sập vô cái dãy nhà đó, phải ở dưới cái sườn đó, rất là nguy hiểm. Mấy hôm nay là cũng hôm qua là cũng quay thử rồi, nhưng mà chưa tốt, cho nên bị sụp cái giò lãi, mấy anh em ướt hết. Hôm nay thì lại chuẩn bị lại ở cảnh này nó kỹ hơn và nó chỉnh chu hơn. Tâm quay cho mọi người xem nha. Em người nào làm người nào tranh thủ nghỉ được thì nghỉ. Chị đánh đúng cái màn nào cái cổ đó mà. Sao vậy? Đây là quay phim. Sao vậy? Với Mạnh. Camera chính. Đó, ngoài đó. Ra ngoài cửa khẩu.
cửa sổ, cửa sổ. Đó, 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 trên xe đó, đó. Rồi, xe khách xuống. Rồi, xe khóa bên, 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 bên kia, bên kia, bên trái, bên trái, bên trái. Bên đó, 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 đó. Đó, 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 đó. Rồi đó. Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Rồi, móc rồi đây, móc cao lên xuống được. Rồi, nhẹ nhàng thôi nha, đi ơi. Ông mà đụng tới vợ con tôi, tôi nhất định sẽ không tha cho ông đâu. Mày đang tự đề cao mày quá rồi đó. Ủa mày tưởng tao đơn giản như vậy? Người miền Tây chất phác chứ không chết ngát. Lên luôn chú Tư của con ơi. Anh có sao không? Có sao được, bây giờ sao đứng ở đây, nằm ở một nơi nào đó rồi.